Xin chào ông bà cô chú mọi người, thì bây giờ cũng khoảng 4 giờ chiều á mọi người. Thì hồi sáng thì cũng có bạn của mình á cho mình một mớ sò huyết, thì bây giờ mình sẽ đi vô ngâm và mình sẽ chuẩn bị làm cái món sò huyết rang tỏi ha mọi người. Sò huyết này mình cũng được một người chị ha cho cũng được một mớ sò huyết, mình về mình bỏ vô vài lát ớt ha, mình sẽ ngâm ra cho ra ba cái chất dơ đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ ngâm khoảng nửa tiếng ha, mình sẽ đi làm cái món sò huyết rang tỏi ha mọi người. Thì bây giờ sò huyết mình cũng đã ngâm hơn nửa tiếng ha mọi người, bây giờ mình sẽ rửa lại ha. Còn mình muốn sạch hơn á thì mình sẽ dùng cái bàn chải như thế này mình sẽ chà ha. Mỗi người có mỗi cách nấu ăn khác nhau, nên mình thì sẽ dùng cái bàn chải thì mình sẽ rửa cho nó sạch. Bây giờ sò huyết của mình cũng rửa sạch đó mọi người, mình sẽ để đây để ráo ha. Rồi bây giờ mình tới tiếp theo là cái món là sò huyết rang tỏi ha. Thì mình bắt cái chảo dầu nóng, mình bỏ tỏi vô. Thì cái lượng sò huyết mình nhiều bao nhiêu thì mình sẽ sử dụng cái lượng tỏi bao nhiêu. Nhà mình thì có người thích bỏ thêm miếng bơ vô cho nó thơm á mọi người ha. Xong rồi giờ tiếp tục là mình sẽ bỏ, khi mà tỏi mình đã về rồi, bỏ tỏi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ bỏ bột ngọt luôn nha. Đường. Một miếng nước mắm cho nó dậy mùi lên nha. Bây giờ mình sẽ đảo đều ra. Mình xào cái sò huyết này bằng tay ha, khoảng một phút mình tắt bớt được rồi đó mọi người. Thì bây giờ sò huyết của mình cũng đã xong rồi đó mọi người. Thì sò huyết của mình sẽ ăn chung với muối tiêu chanh nha mọi người. Muối tiêu này thì ở nhà mình là xong mình rang lên rồi mình để trong cái hũ, bây giờ mình sẽ đổ ra mình ăn thôi. Sò huyết của mình mình rang như thế này á, mình khi mình ăn á, mình tách cái sò huyết ra ăn á thì nó sẽ ngọt hơn nha mọi người. Thì bây giờ sẽ mời mọi người cùng ăn với gia đình em ha. Thì bây giờ em xin kết thúc video tại đây ha. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người xem cái video của em, nếu mà thấy hay á, thì nhớ chia sẻ và đăng ký kênh cho em ha. Thì bây giờ em xin cảm ơn mọi người nhiều ạ.